Mình chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách trộn cho mình con lắp bít, vẹt lắp bến trống nha các bạn. Đây, mình có con vẹt lắp bít trống đây. Đầu tiên thì mời các bạn xem nó hót chưa nha. Nó hót, nó múa cánh rất là đẹp. Để mình nuôi sinh sản thì mình phải biết trống mái nha các bạn. Đây là con vẹt lắp bít. Cực kỳ đẹp nha các bạn. Đây bây giờ mời các bạn theo dõi nó hót cái đây nha. Và nó hót, hót là nó múa cánh đã lắm. Rồi thì giờ đây các bạn đã nghe hót rồi. Nó hót, nó múa rất là hay các bạn. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách để các bạn chọn lựa cho mình một con trống. Nếu các bạn muốn nghe nó hót thì mình mua một con trống, nuôi một con trống. Còn mình nuôi sinh sản thì mình phải kiếm thêm con mái nha các bạn. Một mình con trống không có sanh được nha. Để lựa được cái con vẹt lắp bít này nó rất là đơn giản các bạn. Mình chỉ cần nhìn vào cái đuôi nó là mình biết con nào bót đuôi là con trống, con nào xòe đuôi là con mái, cực kỳ đơn giản các bạn. Rất là đơn giản, nhìn vào cái đuôi nó thôi. Như con này là con trống là nó bót đuôi, nó chụm đuôi lại các bạn. Còn con mái là nó xòe ra, con mái là cái đuôi nó xòe ra. Con trống là đuôi nó nhúm lại, rất đơn giản, chỉ có nhiều đó thôi. Nhìn con vẹt này á là nó giống y chang nhau, con trống mái nó không có khác gì hết, chỉ có cái hai con mà nó cùng màu thì thường cái đầu con trống sẽ đậm hơn con mái nó sẽ lợt hơn các bạn. Thứ hai nữa, cái con mắt của con trống á, là cái vành trắng nó nhiều hơn con mái một chút, nhưng mà nhìn rất là khó phân biệt. Chỉ có cái cùng màu á thì nó cái đầu đậm hơn chút thôi. Còn khác màu thì sao mình biết được, đúng không? Cho nên là mình cứ nhìn vào cái đuôi nó chính xác đến 90% các bạn. Con nào đuôi xòe là mái, con nào đuôi chụm là trống. Như con này cũng trống đây. Để con mái mình làm sảy bay mất tiêu rồi. Nó đang để mà cho nó ăn rồi quên đóng cửa thì nó bay mất tiêu rồi. Chỉ còn có con trống mình nuôi một cặp, nhưng mà con mái bay rồi giờ còn con trống. Chứ mình đang chờ để nó sinh sản xong, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách phân biệt trống mái. Bây giờ con bái mái nó bay mất tiêu rồi, giờ còn có một mình con trống thôi. Không được vui lắm, nhưng mà vẫn phải cười. Tại bây giờ nó bay mất rồi sao? Lại khóc. Đó, những gì mình biết mình chia sẻ cho các bạn. Bạn nào thấy video này hữu ích thì cho mình một like. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo ạ.